Chào mừng các bạn đến với chương trình du lịch Việt Nam. Tôi là em Thi Tú Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, Việt Nam được mệnh danh là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Và khi đến đây, du khách không thể bỏ qua Vịnh Hạ Long, nơi đây được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, với những hòn đảo xinh đẹp, nước biển trong xanh. Vịnh Hạ Long thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Vịnh Hạ Long chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho mùa hè này. Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.